Đấy, em sẽ cắm cho các gia chủ xem luôn. Rồi, các gia chủ có thể thấy khác nhau ở cái là cái đèn bên này á, đèn hào quang bên này là có chữ Phật, còn đèn hào quang bên này không có chữ Phật. Bên này là chúng ta sử dụng cho bàn thờ Phật Quan Âm này, bàn thờ Phật A Di Đà, hoặc là bàn thờ Phật Thích Ca, hoặc là bàn thờ Tam Thế Phật. Còn bên này chúng ta sử dụng cho bàn thờ Gia Tiên. Đấy, bên này đèn hào quang, còn bên này với Gia Tiên thì mình gọi là đèn thờ. Thứ nhất là cung cấp cái giải pháp ánh sáng cho cái bàn thờ nó sáng, các cái đồ vật ở trên bàn thờ nó rất là rõ nét, rất là ấm cúng, trang nghiêm. Chúng ta khỏi cần dùng rườm rà những cái cặp đèn thờ ở phía trước bàn thờ nữa. Đây là mẫu thứ tư mà em Duy muốn giới thiệu cho gia chủ trong các cái mẫu mà được bán nhiều nhất. Đây là mẫu thứ tư. Mẫu đèn hào quang này là có tên là mẫu đèn hào quang hoa sen chữ Phật. Ở dưới này là hoa sen này. Và đây là chữ Phật. Chữ Phật này thì bên em, đội ngũ bên em cũng có một chút sáng tạo. Đây là thay vì cái móc nhọn ở trên cùng làm cái nét chữ thì bên em thiết kế. Nếu mà các gia chủ để ý sẽ thấy là đó là cái bình cam lồ. Bình cam lồ mà các gia chủ hay thấy ở trên bức tượng Phật Quan Âm đấy. Đó thì ngài cầm bình cam lồ có cành dương liễu, nó biểu tượng cho sự tái sinh, cứu khổ cứu nạn của các vị chư Phật, và cái mang lại cái ý nghĩa tâm linh tươi sáng, thanh tịnh, bình an, may mắn cho gia chủ. Ở sau chữ Phật là một cái mặt trời đấy, xung quanh ở dưới là hoa sen đấy. Thì chúng ta sử dụng cái bức tượng Phật nhỏ nhỏ ha, chúng ta để làm sao ở giữa cái chỗ này, đỉnh đầu tượng Phật ở giữa chỗ này là đẹp luôn đấy. Đây là một cái bức thư nhỏ thôi. Bức thư nhỏ này thường là sử dụng cho cái bàn thờ treo tường. Bàn thờ treo tường là chiều ngang của nó là 61 này, hoặc là chiều ngang 81, hoặc là chiều ngang 107 cũng được đấy. Với những cái bàn thờ lớn thì các gia chủ liên hệ điện thoại Zalo là 0386149178 thì đội ngũ bên em sẽ tư vấn kích thước lớn, nhưng mà nó sẽ vẫn chuẩn cái phong thủy, nó phù hợp với cái bàn thờ nhà mình. Những không gian phòng thờ rộng thì chúng ta cần phải có một cái kích thước nó phù hợp về diện tích, về phong thủy nữa, nó hài hòa. Còn những bàn thờ treo tường thì các gia chủ sử dụng kiểu này, kích thước nhỏ nhỏ như này đấy, nó chỉ cao lên từ đây lên đây nó khoảng 30 cm, chiều ngang là 60 này. Đấy, bên em có làm theo yêu cầu thôi đấy. Các gia chủ mà kiểu thích làm theo kích thước yêu cầu cứ đặt hàng, bên em sẽ có hết, làm được hết đấy. Hoặc là ví dụ như mình thay cái chữ phúc chữ Phật ở đây sang cái chữ phúc đấy, hoặc là chữ thọ hay là chữ phúc Việt ấy, thì các gia chủ có thể yêu cầu, bên em có đội ngũ thiết kế sẽ làm được cái việc đó. Đó, và làm cho các gia chủ theo cái yêu cầu của mình, làm sao nó phù hợp. Các gia chủ ok chốt thì bắt đầu sẽ tiến hành sản xuất và giao hàng. Đó, thì ở Hồ Chí Minh thì bên em giao hàng trong ngày luôn, chậm nhất thì nếu mà những cái mẫu mà thiết kế theo yêu cầu của khách hàng thì sang ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba là có rồi. Mẫu tròn này, mẫu vuông, mẫu ngang có hết. Cái mẫu đèn hào quang hoa sen chữ Phật này chúng ta sử dụng riêng cho bàn Phật nha các gia chủ, các loại bàn Phật. Còn với bàn Gia Tiên, cái kiểu cũng giống giống như thế này á, thì bên em lại có là cái kiểu đèn Gia Tiên như thế này đấy, đèn thờ chúng ta bỏ đây là thờ Gia Tiên đấy. Em sẽ cắm cho các gia chủ xem luôn. Rồi, các gia chủ có thể thấy khác nhau ở cái là cái đèn bên này á, đèn hào quang bên này là có chữ Phật, còn đèn hào quang bên này không có chữ Phật. Bên này là chúng ta sử dụng cho bàn thờ Phật Quan Âm này, bàn thờ Phật A Di Đà, hoặc là bàn thờ Phật Thích Ca, hoặc là bàn thờ Tam Thế Phật. Còn bên này chúng ta sử dụng cho bàn thờ Gia Tiên đấy. Bên này đèn hào quang, còn bên này với Gia Tiên thì mình gọi là đèn thờ ha. Đấy, thứ nhất là cung cấp cái giải pháp ánh sáng cho cái bàn thờ nó sáng, các cái đồ vật ở trên bàn thờ nó rất là rõ nét, rất là ấm cúng, trang nghiêm. Chúng ta khỏi cần dùng rườm rà những cái cặp đèn thờ ở phía trước bàn thờ nữa. Đó, vừa là trang trí luôn, vừa là hào quang, vừa là lại đèn thờ luôn, cực kỳ tiện lợi, một công đôi việc ha. Đấy, cực kỳ đẹp. Kích thước thì có nhiều kích thước khác nhau nhé. Đó, đây là cái mẫu thứ năm, các gia chủ nhớ nhé. Đây là mẫu thứ tư này, đây là mẫu thứ năm này. Đó, những cái mẫu mà có lượng bán mạnh của bên em tư vấn cho các gia chủ, để cho các gia chủ qua đó là xem những cái mẫu nào nhiều người mua nhất thì mình lựa chọn đó. Những cái mẫu rất là đẹp, mang cái màu vàng Phật giáo tâm linh. Đấy, kích thước thì đa dạng, các gia chủ cứ liên hệ là bên em sẽ làm nhé. Đấy, phòng thờ lớn thì các gia chủ cứ liên hệ trực tiếp luôn thì bên em sẽ tư vấn lại cho cái kích thước cho nó chuẩn, tại vì bên em cũng khá là kinh nghiệm với chuyện này. Còn với những bàn thờ treo tường nhỏ nhỏ, bàn thờ chung cư thì các gia chủ sử dụng luôn những cái mẫu này được hết. Đấy, những cái mẫu này là kích thước ngang của nó 60, cao có 30 thôi. Sử dụng hầu như là đa số là các cái bàn thờ treo tường, bàn thờ chung cư sử dụng được hết cái mẫu này, kích thước này. Đó, còn cái bàn thờ lớn, không gian phòng thờ lớn thì các gia chủ nên liên hệ thì đội ngũ bên em tư vấn lại cho nó phù hợp. Em sẽ thử tắt thử nhé, nãy giờ là đang bật, em sẽ tắt thử xem cho các gia chủ xem. Đẹp không các gia chủ ơi? Đấy. Đấy, bật cũng như tắt, đấy, nhìn cũng không khác gì mấy. Tắt thì nó vẫn rất là đẹp, rất là sinh động ha. Đèn có độ bóng này ha, in trực tiếp là mica, không in qua chất liệu khác, cho nên in trực tiếp là mica luôn. Đó, đó, các gì chủ thấy đó, em đập khá là mạnh luôn, không có sao hết, lau chùi nước ngôi thoải mái nhá. Chúng ta lau khăn ướt không có ngại nhá, sau cái chủ này đó, chắc chắn nhá, đó, dài dặn ha, chắc chắn các gia chủ yên tâm sử dụng. Đó,
Ok, đèn thì chắc chắn rồi, vẫn là những cái đèn thế hệ mới thì bên em sử dụng bộ nguồn điện chống cháy chống chập, có bộ nguồn adapter riêng rất là an toàn điện, sử dụng được điện ở bên Mỹ, điện dòng điện 110V, dòng điện 220V thì ok hết nhé. Đấy, buổi ngày thì tiết kiệm điện thì mình tắt đèn, buổi tối thì mình muốn cho ấm cúng thì chắc chắn là 6 giờ mình bật, và ngày mai thì mình tắt điện. Đấy, hoặc là các gia chủ mà thích thì mình có thể là sử dụng smartphone để hẹn giờ. Những cái dòng đèn thế hệ mới bên em là có cái kết nối wifi được hết. Đấy, đó là một cái điểm khác biệt vô cùng lớn so với các cái đèn hiện nay. Đấy, và khi mà các gia chủ biết rồi, sử dụng điện thoại mà kết nối được wifi thì ở bất kỳ đâu chúng ta cũng có thể bật tắt và hẹn giờ đèn được. Đó là một cái điều cực kỳ đặc biệt mà Duy Tâm cung cấp đến cho khách hàng của mình. Ok, không để các gia chủ chờ lâu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang mẫu số 6.